bây giờ mình làm một cái ví dụ tổng hợp kết hợp giữa cái React Context và cái View Reducer để mình tạo ra một cái vùng nó quản lý state toàn cục ha. Và cái đối tượng state nó phức tạp đi chẳng hạn, và mình minh họa thông qua cái tính năng đăng ký và đăng nhập. Như vậy là giả sử mình có một cái main app như thế này, một cái main app ha, main app.js, thì ở trong đây mình sẽ có là một cái main app, rồi mình sẽ export ha, default main app. Rồi ở trong đây thì mình sẽ return, và giả sử trong đây mình sẽ có hai cái component con, được chưa? Cái component là user info, để nó hiển thị ra cái thông tin của user sau khi nó đăng nhập, được chưa? Và nó hiển thị và kết hợp với cái nút đăng xuất ở trên đây nha. Rồi và ở dưới này là user login. User login thì cái user login này đơn giản là nó sẽ chứa một cái form để cho người dùng đăng nhập thôi. Và ở đây mình sẽ tạm mình để cho một cái fragment đây ha, lát rồi mình tính. Rồi bây giờ mình gắn hai cái thằng user info và user login vô. Mình có hai cái component ha. Cái component thứ nhất là cái user info .js. Rồi mình có constant user info bằng. Rồi mình return về. Trước mắt là mình hiện ra một cái dòng chữ thôi. H1 ha. Thông tin người dùng đi. Rồi. Rồi mình có một export luôn. Export default user info. Rồi tương tự mình có một cái user user login. Như vậy là mình có cái component nữa. Ở đây mình đặt tên là gì đây? User login là cái form ha. .js. Rồi mình sẽ có constant. Và rồi ở đây mình return H1. Bây giờ mình đăng nhập, được chưa? Thì ở trong đây mình sẽ có một cái form cho người ta đăng nhập. Rồi trong đây thì mình sẽ có hai cái ô nhập liệu là username và password. Hệ tương ứng như vậy mình sẽ có hai cái state. State. Rồi password. Rồi bằng UState luôn. Rồi, thì ở đây mình sẽ có hai cái input như sau. Rồi cái value ha là username on chain. Cái này là event. Như vậy là set username event.target.value. Rồi tương tự như vậy ha, ở đây mình cho placeholder nữa đi ha, là nhập username. Rồi một cái tương tự là cho password. Như vậy là cái này là password ha, value là password, event target set password, set event target value. Rồi cái này là nhập password. Rồi mình sẽ có một cái nút submit. Cái type là submit. Rồi cái value ha là đăng nhập. Rồi như vậy là ở đây nè mình sẽ có một cái hàm xử lý đăng nhập như sau: constant bằng constant login. Rồi ở đây cái việc đầu tiên thì chắc chắn là mình revert default rồi. Rồi thì ở đây mình sẽ gọi là on submit con này ha. Rồi các bạn gọi cái hàm login, được chưa? Như vậy là bây giờ mình qua đây mình chạy cái main app của mình ha. Cái này các bạn import vô. Import vô. Rồi mình chạy main app. Rồi. Đấy, thì khi đó mình sẽ được giao diện như thế này. Như vậy là bây giờ mình sẽ cho người ta đăng nhập. Đơn giản là mình kiểm tra cái username là admin, password 123 gì đó. Và khi đăng nhập thành công đó thì mình sẽ cập nhật cái ở trên đây để hiện thông tin và cái nút đăng xuất. Đấy, và ở dưới này cũng vậy. Sau khi nó đăng nhập xong thì dưới này sẽ hiện ra một cái câu chào gì đó chứ không phải là cái form nữa. Như vậy là bây giờ mình sẽ kết hợp giữa cái thằng reducer và cái contact như thế này. Thì đầu tiên là mình tạo reducer trước đi để mình quản lý cái thông tin người dùng đăng nhập trước cái đã. Như vậy là ở đây trong cái thư mục reducer đó mình có sẵn một cái tập tin này rồi thì mình tạo reducer trong đây luôn nha. Mình bỏ cái này luôn đi. Bây giờ mình tạo reducer nè.
À, như vậy là mình sẽ có một cái constant user reducer. Rồi, như vậy là cái đối tượng state của mình á, current state là nguyên cái đối tượng user. Còn đây là action ha. Thì bây giờ mình return về user đi ha. Rồi, bây giờ mình nói như thế này. Switch action.time. Rồi, mình sẽ có cái key thứ nhất là logging. Nếu mà logging á thì thầy sẽ trả về cái action payload. Action.payload thì đây chính là đối tượng user mà một lát nữa nó logging nó dispatch vô, được chưa? Rồi, còn trong trường hợp mà nó là logout, logout case logout thì đơn giản là thầy return null thôi. Được chưa? Đấy. Ở như vậy là ngay tại component đó, này export ra nha. User reducer. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái context để mà nó giữ cái thông tin của user để biết được trạng thái nó có đăng nhập hay chưa. Như vậy là ở đây mình quay lại cái main app ha. Mình sẽ tạo ra một cái context như thế này. Mình có constant user context. Rồi, mình có là create context. Yeah. Rồi, như vậy là mình sẽ dùng một cái context provider user context .provider. Rồi, ở đây cũng vậy ha. Mình đóng lại. Và trong cái các component con này mình sẽ cung cấp cho nó cái value, đó chính là cái current user, tức là trạng thái đăng nhập của user thông qua cái đối tượng. Như vậy là cái user đó mình sẽ lấy từ cái reducer ra, được chưa? Như vậy là mình có constant user dispatch và phương thức dispatch nha. Rồi thì các bạn có view reducer. Rồi, như vậy là lúc này các bạn truyền cái reducer của mình vô ha. Thì mình có cái là user reducer nè. Như vậy là các bạn có user reducer. Rồi. Đấy, như vậy là chỗ này đây là current user ha. Tức là cái user này mình sẽ sử dụng ở trong các user info và user logging. Như vậy là trong đây mình kiểm tra như thế này. Như vậy là ngay tại ở cái vị trí của user info đó, mình lấy cái thông tin user ra, constant user bằng là view context. Yeah. Như vậy là mình truyền cái view context. Rồi. Như vậy là lúc này mình truyền cái gì đây? Mình truyền cái biến context cho mình export nó ra ha. Như vậy là ở đây là các bạn có là user context. Rồi, như vậy là ở đây thầy kiểm tra như thế này, thầy nói là nếu mà user bằng null. User là null, được chưa? Null tức là nó chưa đăng nhập á, thì mình in ra một câu thôi. Mình xuất ra một câu H1 ha. Chưa đăng nhập. Vân vân, được chưa? Còn ngược lại thì mình sẽ xuất cái thông tin ra. Thì ở đây mình đơn giản là mình hiện ra một cái welcome thôi. Được chưa? Welcome. Welcome ở đây là mình lát nữa mình sẽ bỏ vô trong cái user này, nó có cái thuộc tính là name nha. Được chưa? Rồi, cái này mình khỏi cái fragment luôn, một dòng được rồi. Rồi, cái này mình có thể cho nó một cái style color nào đó. Color blue đi. Rồi. Tương tự như vậy thì trong cái user login mình cũng lấy cái user ra, được chưa? Thì mình lấy user ở đây, constant user bằng view context. Rồi, mình cũng là user context. Đấy. Như vậy là trong đây cũng vậy, mình kiểm tra là nếu như mình chỉ hiển cái form này nếu nó chưa đăng nhập thôi. Như vậy là mình nói là if user mà nó là null. Đấy, thì mình mới hiện cái này ra. Được chưa? Rồi, còn ngược lại đó thì mình trả về cho nó là, tức là ngược lại tức là nó đăng nhập rồi. Ví dụ mình đơn giản mình xuất ra một câu như thế này thôi. Đã đăng nhập với username. Rồi mình để là user.username thôi. Rồi bây giờ giả sử ở trên cái user info này mình có thêm cái nút logout nữa nha. Thêm cái nút logout nữa. Như vậy là ngay cái chỗ này nè, mình có thêm một cái button logout ở đây. Đấy, logout. Được chưa? Rồi cái này lát mình xử lý sau, các bạn đặt trong fragment nha. Rồi, như thế này. Được chưa? Rồi, như vậy là ở đây mình sẽ có được một cái logout. Như vậy là cái giao diện của mình hiện tại thì bây giờ nó như thế này. Đây là chưa đăng nhập nè, hiển thị cái form đăng nhập nè, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ xử lý cái đăng nhập. Như vậy là sau khi đăng nhập thành công đó thì mình tiến hành mình dispatch ra.
để báo cho cái các component ở bên dưới nó biết rằng là cái user nó đã đăng nhập rồi, để nó làm gì, nó cập nhật cái vùng này và nó cập nhật cái vùng ở trên đây. Như vậy là thì bây giờ trong cái phần context này nè, mình trả thêm cho nó cái dispatch luôn, mình trả cho nó hai cái đối tượng ha, user và cả dispatch luôn cho nó. Đấy. Như vậy là ở trong đây nè, các bạn sẽ để cái dispatch ở bên trong cái thằng user login. Như vậy là khi mình gọi nó, mình hứng cái dispatch ra luôn nha. Đây cái dispatch. Được chưa? Rồi. Bên đây cũng vậy. Dispatch. Rồi. Như vậy là ở đây mình xử lý cái nút logout trước đi. Cái logout thì đơn giản như thế này, mình có là logout bằng ha. Thì đơn giản khi mà nó logout đó thì mình dispatch ra một cái action. Một cái action ha. Với cái type là logout. Như vậy là khi mà các bạn dispatch ra cái này ra đó, thì bên cái reducer nó nhận được cái logout thì nó sẽ trả về state mới là null, và khi đó nó sẽ ở trạng thái là đăng xuất thôi nha. Như vậy là chỗ này mình gắn vô cái on click là logout. Rồi, như vậy là mình có cái nút logout rồi ha. Rồi tương tự bây giờ mình xử lý login nè, thì bây giờ mình sẽ làm cái hàm login của mình đây như thế này. Bây giờ mình đơn giản là mình kiểm tra nếu như mà cái username, mình sẽ kiểm tra đơn giản là admin thôi, username nó bằng bằng với cái admin and password ha, nó bằng bằng với cái 123 đi, thì mình sẽ dispatch một cái thông tin user đã đăng nhập cho nó. Như vậy là mình sẽ có cái tham số thứ nhất là cái type là login, là cái action cho nó nha, và cái payload của mình bây giờ là thứ nhất là cái name, chuyển cái name cho nó. Cái thứ hai là mình chuyển cái username. Rồi. Như vậy là ở đây nè, khi mà mình bấm cái form on submit này đó, thì nếu mà là những thông tin này đó, thì lúc này nó sẽ gửi dispatch, tức là nó sẽ báo tới cái chỗ reducer của mình á, là nó nhận cái login và nó trả ra cái action payload, tức là nó trả ra cái đối tượng user đã đăng nhập. Được chưa? Thì lúc đó các cái component thì nó sẽ cập nhật lại thôi nha. Thì bây giờ mình chạy thử cái này nha. Rồi bây giờ mình thử cho admin nè, 123 đăng nhập. Đấy, thì các bạn thấy là mọi cái thông tin bây giờ nó thay đổi rồi. Mình bấm logout cái thì nó trở về cái này. Được chưa? Cái chỗ này các bạn sửa lại, cái này là loại password nha. Cái type của thằng này là password. Rồi. Đấy. Rồi ở đây mình chạy lại ha, thử với admin đi. 1 đi ha, mình đăng nhập thì nó không làm gì hết nè. 2, 3, đăng nhập. Đấy, thì nó cập nhật tất cả các component.